Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, hôm nay Vân xin được giới thiệu đến quý thính giả nhà thơ, nhà văn Lưu Trọng Lư. Lưu Trọng Lư sinh ngày 19 tháng 6 năm 1911, mất ngày 10 tháng 8 năm 1991, là một nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam. Ông là người làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh trưởng trong một gia đình quan lại, xuất thân nho học. Thùa nhỏ, ông học trường tỉnh, rồi học ở Huế và Hà Nội. Sau đó, ông bỏ học đi dạy tư, làm văn và làm báo để kiếm sống. Năm 1932, ông là một trong những nhà thơ khởi xướng và tích cực cổ vũ cho phong trào thơ mới. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia văn hóa cứu quốc ở Huế. Những năm kháng chiến chống Pháp, ông tham gia hoạt động tuyên truyền, văn nghệ ở Bình Trị Thiên và Liên Khu 4. Sau năm 1954, Ông công tác ở Bộ Văn hóa và làm Tổng Thư ký Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Năm 1957, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1991, Lưu Trọng Lưu mất tại Hà Nội. Ông đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tiểu thuyết Khói Lam Chiều của nhà thơ nhà văn Lưu Trọng Lư. Chúc quý thính giả nghe chuyện vui vẻ. Trên một đám lá ủ lại thành chiếu nằm còn vịnh vươn mình một cái đưa tay dụi mắt rồi ngồi phát dậy trời đã chiều hẳn bóng vàng còn làng vàng trên những tròm thông xì xào hát với ngọn gió chiều con vịnh nhìn ra bốn phía rừng tịnh không thấy một bóng người một bóng thú những bạn đồng nghiệp của nó đã đập bò về trong xóm từ hồi nào rồi mấy con chim bổ trao từng hồi một đành ở trong bụi rậm báo trước cảnh hoàng hôn sắp đến cảnh hoàng hôn dữ dội chết tôi rồi con trâu bạch chạy đi ăn lúa ở phương mô rồi nữa mình mẩy toát mồ hôi nó bưng mặt khóc nó chợt nghĩ đến những hình phạt ghê gớm mà nó cứ phải chịu trong hôm vừa rồi và sẽ phải chịu trong tối hôm nay nữa suốt hôm qua nó làm việc không hề dở tay hết say lúa nó quay ra giã gạo rồi dần rồi sàng rồi canh một qua rồi canh hai qua cho đến canh năm nó vừa đặt lưng xuống chưa kịp nhắm mắt thì gà ở ngoài chuồng đã rục rã gáy sáng rồi suốt ngày hôm nay nó phải ngủ đứng ngủ ngồi cho lại sức để con trâu bạch thoát đi lúc nào không hay bỗng một làn gió chạy qua trong những bụi sim già cành lá sột soạt đánh vào nhau như gọi dậy cái sầu ủ rũ ở trong rừng sâu u tịch và từ trốn xa xôi lại con vịnh lắng tai nghe có tiếng sáo trúc đưa tới dìu dặt khoan thai nó thấy như có một tia hy vọng đến làm ấm áp lòng nó nó thấy cái lạnh lẽo điều hưu ở trong rừng sim tiêu tán hết tiếng sáo ngừng hẳn nó nghe tiếng véo von hát vì mây cho núi lên trời vì trưng gió thổi hoa cười với trăng rõ ràng là tiếng thẳng đối còn ông phó thanh hát ở bên kia bụi lau quên cả nỗi buồn bực ở trong lòng còn vịnh cất giọng nối theo đến đây những suối cùng khe chân sim bóng núi tiếng ve gọi sầu. Thằng đối ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một mình. Giọng ai như giọng con vịnh, rồi lại cặp cụi làm việc, nó cố đàn nốt cây giỏ cỏ. Anh đối, trời tối rồi anh chưa về ừ. Còn vịnh đã lê đến sau lưng, cười nói đon đà. Tôi có ý chờ cô để về luôn một thể. Cảm ơn anh lắm lắm. Nhưng nó vừa sực nhớ đến chầu của nó, nó rưng rưng nước mắt, hỏi thằng đối anh có thấy con trâu của tôi chạy ngả mô không anh có nó chạy vào rú rậm đừng nói đùa tội nghiệp anh nói chơi đấy tôi thấy nó chạy vào dậy ông trưởng điến trưởng điến hai chữ tên ấy gợi vào trí con bé bao nhiêu điều hung ác khó chịu nó còn nhớ rành mạch rằng đã có lần trâu của nó ăn hết một bụi lúa của lão trưởng điến bị lão bắt về và đòi cho kỳ được năm quan tiền vạ nó còn nhớ chủ nó hôm ấy lột sạch cả quần áo nó và trời rét cam cam bắt nó nằm ngoài chuồng lợn thế đã hết đâu năm quan tiền và ấy chủ nó lại trừ vào tiền công của nó nữa nó lại sợ lần này rồi cũng đến như lần trước nó khóc òa lên bỗng thằng đối rú lên một cách dễ sợ vịnh mày trông kìa trốn mau trèo lên cây còn vịnh chả trông thấy gì hoảng hôn theo thằng đối trèo lên cây đa một bầy lợn rừng hung hăng ở đâu tiến đến, những cái nanh nhe ra như cái lưỡi lê hung tợn. Còn Vịnh đứng ở trên cây, đưa tay nắm chặt lấy tay thẳng đối, quên lửng đi rằng mình năm nay đã là 16 tuổi. Thẳng đối sung sướng quá, âu yếm bảo con Vịnh rằng Vịnh, em đừng sợ, chốc nữa bầy lợn tan đi nơi khác, tôi sẽ đưa em về. Quả vậy, bảy lợn đã đem nhau đi nơi khác, tiếng ục ịch nghe đã xa xa. Yên lòng, con Vịnh nghe theo thẳng đối xuống đất, nhưng bây giờ cả rừng đã tối đen lại, người ta như thấy đi trong một hang tối và nghe có những tiếng rất lạ lùng, ghê gớm. Hai con cú mèo trên cành đa trao đổi nhau những lời ảm đạm. "Anh đối, ngọn gió lạnh quá. Để tôi đốt lửa lên mà sưởi ấm, rồi ta cùng về." Cái ý nghĩ về làm cho con Vịnh giận cả người, nó nhớ đến con trâu của nó, đến những hình phạt đang chờ đợi nó. Về trả về thì đừng. Câu nói của con Vịnh làm cho thằng đối ngạc nhiên và mỉm cười. Thì chính trong trí thằng đối vừa rồi cũng có một cái tư tưởng như thế. Nó muốn ở lại trong rừng sâu và qua một đêm thú vị bên cạnh con Vịnh. Im lặng, nó đi lượm mấy cảnh củi khô rồi châm diêm lên đốt. Ngọn lửa như kéo lại sự vui vẻ ở trong lòng cô bé. Hai đứa vừa sưởi vừa chuyện trò, giòn xã như ngô sang. Thằng đối lấy ra một đủm cơm với một gói muối vừng hồi trưa còn lại, chia nhau ăn rất vui vẻ. Giữa bữa cơm, còn Vịnh đem chuyện nhà ra kể cho thằng đối nghe, như kể cho một người anh ruột. Còn Vịnh khi sinh ra đời, chẳng biết có cha, nó ở với mẹ nó, một cụ già, đầu đã lâm dâm vạc và mắt đã bắt đầu muốn lòa. Giá nó sinh ra sớm hơn một chút, thì có lẽ bớt khổ. Cảnh nhà thì nghèo, trong lúc mẹ nó không làm được gì vì già yếu, thì nó cũng chả làm công việc gì vì còn khờ dại. Mẹ già con muộn, lo sống lây lất cho qua ngày tháng để đợi mẹ nó ngày xuống lỗ. Còn nó thì đi ở thuê. Khen cho tạo hóa cũng khéo sắp đặt. Cây nhà siêu vẹo và rách nát thường ngày. Che mẹ con vịnh lúc nắng lúc mưa. Ngày nay vừa vặn bán đi để mua cái thọ đường cho bà cụ. Bà cụ thở hơi cuối cùng. Trong khi cái sắc ma của bà êm ấm thì con bà sống cầu bất cầu bơ, không nơi nương tựa. Rồi cực chẳng đã, nó phải chui đầu vào ở mướn cho nhà ông bà ngưỡng. Một năm được năm quan tiền công, cái số tiền đủ mua lễ vật để lo dỗ kỵ cho mẹ nó. Thằng cha bá ngưỡng khắp cả vùng phú Mỹ, ai lại không gớm cái mặt nó. Nó bùn xỉn, nó keo cú, nó tàn nhẫn, để nỗi con vịnh làm thuê cho nó 6-7 năm trời mà nó chỉ sắm cho được vài bộ quần áo vải và tiền công thì nay lần mai lừa, chỉ mong có dịp để trừ bớt, để quỵt. Còn Vịnh thì ngày vào rừng chăn trâu, đêm thì công việc bề bộn, khổ nhục đến điều. Tội nghiệp con bé, không bao giờ dám mở miệng than lấy nửa lời. Hôm thì lão bảo, chầu lão ăn đói, hôm thì lão kêu, chầu lão ốm dơ xiêng Bao giờ lão cũng kiếm cho được cái cớ để giày mắng con bé. Lão có một cách trừng phạt rất lời lợi cho lão, là mỗi khi con Vịnh có lỗi là lão bắt nó làm việc gấp đôi, gấp ba. Còn Vịnh ngồi thuật chuyện của mình cho thằng đối nghe, hai khóe mắt lưu diêu như muốn khóc. Thằng đối thì ngồi tần ngần, không nói một tiếng. Lâu lâu nó bỏ thêm vào đống lửa, một vài que xào, cho ngọn lửa đượm mãi. Lại ý nó không muốn để cho câu chuyện của con Vịnh phải ngưng lại một phút nào. Mỗi khi nó nghe con Vịnh kể tới một chỗ thương tâm, thì thằng đối lại ngẩng lên nhìn trộm một cái. Dưới bóng lửa dọi lại, nó thấy hai má con vịnh đỏ ửng thì nó nhận thấy con vịnh dễ thương lắm, đẹp lắm, đẹp hơn hết cả những đứa con gái ở vùng này. Nhưng miệng nó không thốt ra được một lời âu yếm để chia khổ với con vịnh. Trong lúc bụng nó chứa chan cảm tình, muốn nắm lấy tay con vịnh và kéo vào lòng nó. Vịnh, em kể hết chuyện đi. Hết rồi, chuyện của em chỉ có thế thôi. Rồi cả hai đứa ngồi thử ra, nhìn những que rào nổ lắc sắc. Xa xa con tắc kè Điểm từng tiếng một Do cái thời khắc lạnh lùng qua Chập lâu thằng đối chỉ nói được một câu Để tỏ cái nỗi lòng của nó đối với con Vịnh Thôi em hãy ngủ đi Mai anh sẽ giúp em tìm cho được con trâu Ngoan ngoãn con... con Vịnh ngả xuống cái chiếu lá Nhưng nhắm mắt lại Nó đã thấy cái hình ảnh dữ tận Của thằng cha trưởng điến Sừng sổ đòi cho được năm quan tiền và Nó kéo cả thằng đối Nằm bên nó cho được yên lòng xa xa con tắc kẻ ung dung điểm từng tiếng một do cái thời khắc lạnh lùng đi qua cái thời khắc trầm trọng ở trong rừng khuya một buổi sáng kia ông phó thanh đưa ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ ván ngựa ung dung uống nước trà bên ông thẳng đối đứng khúm núm kêu xin thưa thầy oan con lắm thì sao thiên hạ đồn ầm lên thế anh không tin lời nói của tôi là thật thì anh qua xóm bên hỏi ba nữa chính bà ấy vừa nói với tôi khỏi miệng rằng Tối hôm kia Anh ngủ lại trong rừng với con nào Anh cãi sao thì cãi cho tôi nghe thử Thưa thầy oan con thật Mệt quá Con ngủ quên trong rừng một mình Một mình Ngủ quên Hờ Anh coi tôi là đồ trẻ con chưa biết gì hẳn Bà phó đâu Bà nghe đấy Con bà ăn nói khôn ngoan lắm đấy chứ Một bà cụ trạc độ 60 tuổi Lừng đã hơi gù Miệng móm Ở trong nhà ngang bước lên Hầm hầm nét mặt Ba nhổ cái bã trầu ở trong miệng ra cái tuẹt, tay trò vào mặt thằng đối mắng luôn. Con trai con lứa đã 19 tuổi đầu, còn bé bỏng lắm đó. Anh ngủ trong rừng, nghe nói mà trướng tai. Hờ, tôi đây cũng còn cái ổ cho anh, rúc vào rúc ra chứ. Người như anh, cũng chưa đến nỗi phải ngủ ở gió bụi góc bờ. Rồi bà quay lại nói với ông phó. Chính con vịnh, nó cũng khai với ông bá ngưỡng thế. Đích rồi, anh chàng. Chị cha ngủ với nhau trong rừng chứ lại gì nữa. Thưa mẹ, quả là người ta theo dệt. Theo dệt, theo dệt, anh không có tội gì hết cả. Nhưng ba quan tiền của tôi tối hôm qua, anh đánh cắp cho ai? Ba quan tiền của tôi, bán hai thúng lúa, tôi chưa kịp cất đi, còn để trên sập. Ngoài anh ra, ai vào đấy nữa? Khôn hồn thì anh trả lại tôi. Ông phó giận quá, không nén được nữa. Ở trên phản, ông nhảy xuống nắm lấy đầu tóc thẳng đối, rúi xuống đất ông đưa chân nện vào lưng nó và tát vào mặt nó túi bụi thằng đối chỉ kêu van chứ không nói gì được nữa bà phó chạy lại xin ông phó tha cho nó và ngọt ngào dỗ nó có phải con lấy trộm của mẹ ba quan tiền để cho con vịnh không con cứ khai thật đi rồi thầy mẹ tha cho con thưa mẹ quả không có chuyện ấy không thì con vịnh đào mổ ông nó cho ra ba quan tiền để nộp vạ cho thằng cha trưởng điến ông phó vẫn chưa hết giận ông lại vớ cái roi mây, nhảy vào, vết cho thằng đối mấy cái nên thân. Con trả con thì thôi, đổ phá ra, nhà này không thể dung quân ấy được. Anh cởi trả quần áo tôi, rồi anh đi mô thì đi. Thằng đối rượt ra được chạy ra đống rơm, ông phó đuổi theo, bà phó cản lại. Thôi, thầy hắn để mặc tôi, đừng làm om lên, hàng xóm bu tới không tốt. Nằm trên đống rơm, thằng đối khóc nức nở, những làn roi ở trên lưng nó, như thúc giục nó mau già thú hết câu chuyện tình cho thầy mẹ nó hay nhưng nếu rồi đây chuyện mà vỡ lở thì danh giá con vịnh còn gì phận tôi đòi nó cũng có cái danh giá của nó chứ nó sẽ ăn nói làm sao với con cần con bích mỗi khi gặp nó chúng sẽ chào nó bằng một nụ cười mỉa mai vì tấm ái tình đối với con vịnh thẳng đối phải bưng kín miệng mình và còn một lẽ nữa mà nó không thể thú với thầy mẹ nó là vì rồi đây còn Vịnh sẽ lấy đâu ra ba quan tiền để trả lại cho nó? Bỗng trong cái trí tối tăm buồn rầu, nó thấy có một tia sáng. Bây giờ nó muốn đem tất cả câu chuyện thú cho thầy mẹ nó. Dẫu là bị dày, bị mắng, bị tấn, bị cha, bị treo chân lên xà nhà, nó cũng vui lòng chịu hết, miễn là thầy mẹ nó vui lòng cho nó đường hoàng cưới con Vịnh, được lấy con Vịnh làm vợ, nó sẽ sung sướng biết bao. Nó tưởng tượng lại cái miệng rất xinh và hai cái má đỏ ửng của con Vịnh khi con bé kể đến những chuyện thân mật trong đời nó. Rồi chẳng ngần ngại cho hết, nó đặt con Vịnh lên trên cả những cô gái quê Mỹ miều mà nó gặp ở chùa Quang Minh đổ nọ. Con Mít, con ông Lý Hân sắc sảo nhưng hơi lẳng một chút. Con Sọ, con ông Nhiêu Cực thì được cặp mắt bổ câu nhưng phải cái miệng toe toét suốt ngày như cái thanh la võ. Con Huệ, con ông Tránh Kỳ thì lanh lợi xinh xắn, hoạt bát đủ điều. Nhưng cặp mày sắc lẻm Gái ấy phải sợ Duy chỉ có con vịnh là trọn vẹn mà thôi Nó đẹp một cách kín đáo Phúc hậu Lại có duyên thầm Và ăn nói nhỏ nhẹ như một con tép Nó chỉ có một cái vết xấu là nó nghèo Nó không cha mẹ Nó phải đi ở thuê Nó là phận tôi đòi Thẳng đối bỗng thấy hiện ra trong trí nó Một ông cụ già, đạo mạo Dầu tóc bạc phơ, chấp tay sau lưng Nghiêm trang bảo nó Không được, mày định đưa danh dự nhà mày ra bôi nhỏ hay sao tao đây đỗ hai khoa tú tài ba lần ăn tiên chỉ làng phú mỹ tao sinh ra cha mày tuy rủi lúc triều đình bãi thi nhưng nhờ phúc nhà cha mày cũng chạy được cái nhân phó tổng nay đến mày không làm nên trò trống gì lại định lấy một đứa ở thuê một con ăn mày đổ củ bất củ bơ không nhà không cửa mày hãy giết cha mày đi rồi hãy lấy nó cái ông già ấy là ông nội thẳng đối chết đã 10 năm nay mà linh hồn vẫn còn hiện về mà cầm cương nảy mực cho gia đình nó. Giữa những sức mạnh đó, còn vịnh cũng hiện ra trong trí nó, khép nép sợ sệt mà vẫn xinh tươi, ngây thơ, nhìn nó mà cười một nụ cười đôn hậu, đầy tình tứ. thẳng đối lầm bẩm ta không nỡ bỏ nó, tội nghiệp, nó nghèo, nó không cha mẹ, nó đáng thương và nó có đủ cả mọi vẻ nhu mì để làm cho ta sung sướng một buổi sáng về mùa xuân con vịnh lại đập trâu vào cho ăn trong rừng sim nó ngồi chơi một mình dưới gốc cây đa vì đã lâu nó cảm thấy những đứa trẻ khác như không thèm lại gần nó nữa những điều ấy chưa đủ làm cho nó buồn cho cuộc đời của nó đến nỗi tẻ ngắt như thế nó đương ôm một nỗi khổ tâm khác nặng nề hơn khó chịu hơn đã một tháng nay nó thấy trong mình nó khác khác nó thấy mỏi xương đau lưng hay buồn ngủ và thèm chua. Nó biết đó là triệu chứng của một sự khác thường. Nó muốn đem chuyện ấy hỏi bà Mục ở bên xóm. Nhưng nó sợ chuyện vỡ to ra, rồi nó đành ôm ấp lấy một mình. Ngày đêm lo ngay ngáy, để nội hai mắt nó thâm quầng lại và mặt mày xanh như tàu lá. Nhưng sao ta không tỏ hết sự tình với anh? Một con sáo ngà từ đâu bay tới, đậu ngay ở trước mặt nó, trên một cây thông. Con sáo nhảy từ cành này sang cành khác, và hót lên những giọng véo von vui vẻ. Nhưng con Vịnh thấy như con sáo nói với nó những lời mỉa mai sâu độc. Nó liền cúi nhặt một hòn sỏi, ném con sáo. Con sáo rũ cánh, bay về phía chân trời xa xa, không hề kêu một tiếng oán trách. Đuổi con chim, con Vịnh tưởng sẽ đuổi hết những nỗi buồn giàu, cứ lưu luyến theo mình. Nhưng sao ta không đem hết sự tình, nói cho anh đối nghe. Anh đối hơn ta ba tuổi. Anh từng trải hơn ta, và chỉ có mỗi anh đối là yêu ta và lo nghĩ đến ta mà thôi nghĩ đến thẳng đối còn vịnh thấy vững lòng và bớt lo sợ con bé khờ khạo nó quá tin cậy ở ái tình nó không đọc được sách nó không thấy những sự thất vọng về tình duyên tả trong những quyến tiểu thuyết nó không hề nghe những tiếng khóc than thảm thiết của những tình nhân bị ruồng rẫy nó là con chim con miệng tổ quá tin ở bầu trời trong sáng nó có biết đâu rằng Chốc lát nữa đây từ phương trời xa lạ kia sẽ kéo tới những đám mây u ám và những trận gió hung tàn. Nó vững lòng tin cậy ở ái tình, ở thằng đối. Ta sẽ tìm anh đối, kể hết sự tình cho anh nghe. Có thế nào đi nữa, anh sẽ thu xếp hộ ta. Bỗng nó lắng tai nghe từ bên kia bụi lau, đưa lại những tiếng sáo trúc dìu giặt khoan thai. Tiếng trúc lạnh lùng và ảm đạm như tiếng con chim lạc loài, gào kêu thảm thiết trong lúc mẹ nó đã bỏ thân trong một cuộc hành trình xa xôi. Buồn giàu, con Vịnh ngả đầu vào gốc cây đa, nó thầm trách thẳng đối, thổi chi những giọng tiêu hao, làm cho lòng nó thêm ngao ngán. Nó đứng phát dậy, hát lên mấy câu cho đỡ buồn. Một ngày hai bữa trèo non, lấy gì mà đẹp, mà giòn hở anh. Một ngày hai bữa rau rền, lấy gì mà phấn răng đen hỡi chàng. Bên kia bụi lau, thằng đối cũng đáp lại mấy câu. Đôi ta làm bạn thông song, như đôi đũa ngọc mâm vàng cách xa. Bởi chừng thầy mẹ nói ngang, để cho đũa ngọc mâm vàng cách xa. Thằng đối cũng đang có nỗi đau nén ở trong lòng và cũng cần hát lên mấy câu cho ngực dễ thở. Nó buồn, nó khổ vì nó sắp phải lấy vợ. Thầy mẹ nó đã đi hỏi con gái ông bá ngô cho nó. Sở dĩ thầy mẹ nó Lo việc hôn nhân của nó gấp như thế Là để chuộc lại miệng tiếng vào da của thiên hạ Chầu lớn, chầu bé Vợ chồng ông bá ngô cũng đã thâu nhận cả rồi Bề ngoài thì làm ra hai bên vì tình cố cựu xưa nay Mà kết thông ra với nhau Nhưng kỳ thực bể trong Thì chỉ dòng ngó nhau về ruộng vườn nhà cửa Ông bá ngô có những bảy mẫu ruộng chiêm Và hai cây dãy sắn Về mặt ruộng vườn Thì ông phó có vẻ kém sút ông bá Nhưng ông lại hơn về mặt khác ông có những bốn con trâu, mồm to chắc và lại có những bạc trăm cho vay nữa. Kể thì cũng môn đăng hộ đối đi chứ sao. Về đám cưới thẳng đối, ông phó có ý bán đứt đi hai con trâu để lo liệu công việc. Thì rồi ông bá cũng bỏ ra hai mẫu để làm hồi môn cho con gái. Thì của ấy cũng về thẳng đối chứ về ai. Bấy nhiêu điều ấy tính toán ở trong óc ông phó thanh. Thẳng đối có hay biết chi đâu, miễn sao là đến ngày cưới. Thằng đối chịu bận cái áo thụng xanh, đến nhà vợ làm lễ gia tiên. Thế là yên việc. Thẳng đối nó có yêu vợ nó hay không yêu vợ nó thì có quan hệ chi. Con bé thì dỗ chẳng dỗ chịt, chưa nói đã cười toe toét Thương sao vô? Đã biết bao lần thằng đối cứ lầm bẩm như thế, nhưng chỉ lầm bẩm cái bất bình, uất ức của nó một mình mà thôi. Nó không tỏ ra cho thầy mẹ nó biết, vì sợ rằng thầy mẹ nó nghi nó còn say mê con vịnh. Không, nó không muốn cho ai hay rằng nó yêu con Vịnh. Mà sự thực là trong những lúc xa vắng con Vịnh, nó bứt rứt khó chịu lắm. Hôm nay, nó muốn gặp mặt con Vịnh và ngỏ hết sự tình cho con Vịnh nghe. Đã yêu nhau thì không nên có điều giấu giếm nhau nữa. Cái tâm hồn bình dị của nó rất hiểu cái lẽ đơn giản ấy. Nó vui vẻ cất giọng gọi con Vịnh. Qua đây đổ tam quan Vịnh. Nghe thẳng đối gọi, con Vịnh hớn hở, giúp bụi chạy qua. Hai đứa nhìn nhau mà cười sung sướng, như hai bên không xảy ra chuyện gì muốn gặp nhau để tỏ bày tâm sự cho nhau hay hai đứa chỉ nhìn nhau mà cười cười một nụ cười trong trẻo ngây thơ yêu đời giọng âu yếm thẳng đối bảo con vịnh em ngồi xuống đây anh gỡ những gai mắc ở trên đầu cho em con vịnh ngồi xuống bên thẳng đối gục đầu vào lòng nó thẳng đối dịu dàng đưa tay gỡ những cái gai khô mà con vịnh vừa vướng vào tóc khi rút qua bụi nó thấy như lòng nó cũng được một bàn tay yêu thương, dịu dàng mơn trớn. Thân quê mùa, thô lậu nó mới khi được hưởng cái phút thần tiên, say xưa mà nó quên rằng, nó là một đứa chăn trâu quê kịch. Ái tình, quả là có cái đức tính ấy, nó làm cho trong sạch, thanh tao cả được cái vật chất thô bỉ. Còn Vịnh sung sướng quá, hai giọt nước mắt từ từ rơi trên gỏ má. Em Vịnh, em làm sao thế? Không, em có làm sao đâu, Thực ra con Vịnh nó cảm động quá. Từ khi mẹ nó chết rồi, lần này là lần đầu tiên nó nghe gì vào tai những lời dịu ngọt. Nó muốn thốt ra ít lời để cảm tạ cái lòng tốt của thằng đối. Nhưng nó ngập ngừng nói không được. Thằng đối tưởng bạn nó có điều gì không vui, lựa lời khuyên dỗ. Em Vịnh, em đừng buồn. Thế nào rồi đây anh cũng xin phép thầy mẹ cưới em về làm vợ. Chúng ta sẽ... Bỗng nó ngừng bặt giữa câu nói và bẽn lẽn cúi mặt xuống. Nó thấy nó vừa nhẫn tâm lừa dối một người thiếu nữ yếu hèn. Buồn giàu nó bảo con Vịnh. Em tha lỗi cho anh. Anh thì có lỗi gì? Con Vịnh tưởng rằng thằng đối đã đoán được tâm sự mình. Toàn đem hết sự tình ngỏ cho bạn hay thì thằng đối đã rưng rưng nước mắt cầm lấy tay con Vịnh mà nói tiếp. Em Vịnh, em tha lỗi cho anh nhé. Anh định nói dối em. Đôi ta chắc không lấy nhau được. Và chắc chọn đời cũng không lấy nhau được anh sẽ lấy con sáu lạc, con ông bá ngô. Biết làm răng được giờ. Ông trời kia buộc vậy thế. Ông bà bá ngô đã nhận chầu rồi. Có lẽ qua tháng năm thì cưới. Còn Vịnh không hề đổi sắc mặt. Những lời nói của thằng đối không làm cho nó ngạc nhiên tí nào. Là vì nó yêu thằng đối mà nó không hề màng đến sự cưới xin. Nó không nghĩ đến một ngày kia. Nó sẽ về đeo chùm chìa khóa và chăm sóc cửa nhà cho thằng đối. Nó biết phận nó lắm nó cho rằng thằng đối không lấy nó là lẽ tất nhiên. Nhưng nó nghĩ đến cái đêm hôm ấy, cái đêm mà nó ngủ với thằng đối ở trong rừng, và nhất là nó nghĩ đến cái sự thay đổi trong người nó trong một tháng nay, thì nó không khỏi không dùng mình. Em Vịnh, em làm sao thế? Dầu rằng đi nữa, anh thề có mặt trời trên đầu, anh không bao giờ quên em được. Thì anh nhớ em mà làm gì? Em chỉ cầu sau khi cưới, anh đừng quên cho em một miếng trầu ân hận vì đã thốt ra một câu chua chát Còn Vịnh dở giọng bông đùa Hôm cưới anh Em không tặng gạo nếp Tiền nong chi đâu Vì em nghèo lắm Em bắt trước cậu gì con ông huyện Minh Tặng xuông anh một bó hoa Chơi theo kiểu văn minh ấy thế mà đỡ tốn Mà lại ngộ nữa chứ Em sẽ vào rừng Kiếm hai đóa hoa mồng gà Ba đóa hoa dâm bụt Thật nhiều hoa mẫu đơn Và một ít chùm mù chu nữa Anh nhá Em nghèo tiền nghèo bạc nhưng em được cái giàu công. Bằng lòng rồi đấy nhá. Anh cho em mừng anh chị một đóa hoa. Thẳng đối có vẻ không bằng lòng với lối pha trò ấy, nói lãng sang chuyện khác. Thôi, tao vào khe uống nước đi, anh khát nước lắm. Đi thì đi, rồi hai đứa dẫn nhau đi, phải lách qua không biết bao là bụi rậm mới đến khe. Dọc đường, con vịnh chạy nhảy như một đứa trẻ. Hai con mắt luôn luôn thóc thách, đi tìm ở bên đường những trái sim chín đỏ. Rồi nó hái đưa vào miệng cho thằng đối Nó lại bẻ một cành thông làm ô Che chung hai đứa Nó thấy một cây lau Ngả xuống chắn ngang đường Nó kéo thằng đối lại Và nũng nịu bảo bạn Rồi đây trước khi anh lấy vợ Em muốn anh cắt lau tiện cho em một cây sáo Để khi nhớ đến anh Bỗng nó đổi ngay ý nghĩ Nhưng mà đàn bà thổi sáo Chờ lắm phải không anh Cách đây 4-5 năm Ngày em còn bé con bính cho em một ống sáo lau. Em ngồi ở trên lưng trâu, thổi luôn miệng. Nhưng về sau không hiểu vì sao, chủ bảo em trẻ ống sáo đi. Hai đứa đã đi đến khe nước, thẳng đối lấy hai tấm lá. Thẳng đối lấy hai tấm lá me kết lại thành cái gáo, rồi múc nước cho con vịnh uống. Hai đứa lặng lẽ, cùng ngồi trên một tảng đá. Trên đầu chúng nó, những cây hoang uốn thành vòm, trông như một mái nhà thiên tạo. Chúng có cái cảm giác như được biệt lập ra một nơi riêng cùng nhau hưởng cái lạc thú vợ chồng xa những tiếng xì xào của dư luận nũng nịu vui sướng con vịnh đưa chân vẫy làn nước gợn mấy vòng rồi lại bình tĩnh phẳng lì căm nét mặt lại con vịnh lại buồn nó chợt thấy sự ngắn ngủi mong manh của cái lạc thú ở đời nó lại nghĩ đến cái kiếp nó cái kiếp tôi đòi không hề thay đổi vẫn tối tăm vẫn nhem nhuốc kéo dài than ôi biết đến bao giờ kéo dài những ngày vô vị. Nó còn nghĩ đến nhiều điều khác nữa. Nó còn nghĩ đến cái ngày rồi đây, nó phải lạnh lùng nhìn thằng đối đi lấy vợ. Nhật là cái ngày chắc chắn lắm, mà nó sẽ thẻ lẻ cái bụng. Không, nó mới 16 tuổi. Nó còn chưa đủ sức để chịu nổi một mình những nỗi khổ não đẻ lên cái lòng bé nhỏ của nó. Buồn giàu và lơi là, nó dựa đầu vào vai thằng đối. Nó toàn đem sự tình kể hết cho thằng đối nghe, thì có tiếng người làm nó giật mình. Chào anh chị. Còn Vân, người em họ của thằng đối, đã tiến đến trước mặt chúng và mỉm cười một cách chua chát. Nó vẫn mỉm cười và nói tiếp. Em trách anh chị lắm đấy. Cưới xin lúc nào không cho em một miếng trầu. Tệ quá. Hay là anh chị che em nghèo. Không có chi mừng anh chị chăng? Nói rồi, nó ngoay ngoải quay lưng đi. Thằng đối nghẹn ngào, đưa mắt nhìn con vịnh. Nó lẩm bẩm Sợ gì? Bực quá thì ta sẽ liều rồi nó nói với con Vịnh. Còn Vân nó về mách nhà nữa thì đã làm sao? Sợ gì? Bực quá thì ta sẽ liều. Bây giờ đã quá canh ba. Làng Phú Mỹ đã mê man trong giấc ngủ, lặng ngắt bốn bề, không hề có một tiếng động. Thỉnh thoảng chỉ nghe có tiếng mõ cầm canh, nghiêm trang, điểm từng hồi một, làm cho cái cảnh im lặng lúc đêm khuya càng thêm nghiêm trọng. Thẳng đối vai mang một cái khăn gói nó tìm những con đường hẻo lánh tối tăm mà đi nó đi nhẹ nhàng êm đềm như một cái bóng nó không dám ho không dám đảng hắng nó trông tả hình hữu sợ sệt như một thằng trộm kể thì nó vừa làm một việc nguy hiểm gặp mấy việc ăn trộm nó cúi mặt đi không dám nhìn lại cái nhà nó một lần nữa dầu là lần cuối cùng sự sợ hãi và căm tức đã giết mất ở trong trí nó cái tỉnh gia đình cái tỉnh quê hương nó quên phát đi rằng nó sắp từ giã mà không bao giờ còn gặp lại nữa những người thân yêu của nó. Cây cam ở sau vườn, cây bàng ở ngoài ngõ. Trong khi ra đi, nó chỉ nhớ một điều mà nó làm sao quên được điều ấy là cái ái tình giang dở của nó và cũng chỉ nhớ có một người là người mà nó yêu thương. Con Vịnh. Nó tin chắc rằng trong giờ này, trong lúc mọi người thiêm thiếp giấc nồng, chỉ có mỗi con Vịnh là còn thức mà thôi. Thức để làm hết những công việc nặng đề quá sức một người con gái yếu ớt. Nó tìm những con đường tối tăm hẻo lánh để tới thăm một lần cuối cùng tình nương vô phúc của nó. Đi đến cổng nhà ông bá ngưỡng, cố nhiên là nó chẳng dám vào cửa chính, nó nương theo một dạng dâm bụt mà đi tới nhà ngang. Đứng ngoài, nó lấy tay phách một cái lỗ con qua cái phên cửa, đủ đặt mắt vào đấy. Quả nhiên, nó thấy con Vịnh đang ngồi một mình sàng gạo dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu phộng lưu hưu. Con Vịnh hai tay như một cái máy lia lịa làm việc, mà cặp mắt thì lờ đờ như đi vào cõi mộng. Sự thực thì nó chẳng mơ mộng gì đâu, nó cũng chẳng nghĩ đến thẳng đối. Chỉ vì mệt mỏi quá, nó buồn ngủ. Vịnh, em Vịnh. Nghe tiếng gọi, còn Vịnh mở mắt trao cháo. Nó dừng tay, cố định thần xem ai gọi. Nhìn quanh quất không thấy một ai, nó ngỡ là tiếng gọi xa xăm ở trong giấc mộng. Rồi nó cười, nó cười sao ngơ ngẩn thế. Vịnh, Vịnh! Nó nhìn về cái lỗ phên, nó đặt cái sảng xuống, chạy lại. Nó lắng tai nghe rõ tiếng thẳng đối nói với nó. Ra đây em! Mau! Đối có câu chuyện muốn nói với Vịnh. Vội vàng, nó rút bụi ra với tỉnh nhân. Thẳng đối cầm lấy tay nó, nói với nó bằng cái giọng rất cảm động, đau đớn. Anh đi đây. Anh đi đâu? Đi xa. Lên xứ Lào. Mường luống. Xã Vằn. Xa lắm anh nói chơi thật đấy em hai đứa đứng lặng nhìn nhau một hồi lâu còn vịnh dẫm chân bưng mặt khóc nức nở trời đất ơi sao lại đến nông nỗi này rẻ xẻ, xẻ chứ chó nó sủa lên người ta đổ ra đấy anh đối sao lại phải lên lào anh lên lào làm gì anh đối chờ em bảo anh còn biết đi đâu nữa mà ở nhà thì không sao ở được một phút nữa con vân nó về mách thầy mẹ anh biết hắn bảo hắn thấy hai chúng mình ngồi tự tình với nhau chán lắm rồi anh không thể chịu đựng được nữa những lời dày mắng của thầy mẹ anh nhưng anh đi đâu thì đi anh đừng lên lào chữ lào gợi vào trí non nớt của con vịnh một non nước xa lạ ở phương trời tham tằm một xứ sở có tiếng nói líu lo dễ sợ có những phong tục ghê gớm một xứ ma thiêng nước độc em không muốn anh lên lào ông khán nguyên cũng chả phải đi lào đấy ư tôi có đi không về cũng bỏ mạng ở dọc đường dọc xá. Còn ông Hương Tạo, ông xã thính thì được về xứ sở, nhưng bây giờ mang bệnh nghiện, bán cả áo quần vợ mà hút. Hơi đâu mà lo em? Đi chết thì ở nhà cũng chả sống được. Em bảo anh cưới con ma ấy về làm gì? Đi khổ thì ở nhà cũng chả sướng gì. Nghe đâu thầy anh định xin ông bá ngô cưới gấp? Dầu sao, em cũng xin anh đừng lên Lào. Anh lên trên ấy làm gì? Buồn buôn gì? Buôn hàng nhẹ, anh định mua một ít hàng quảng, lên chân ấy bán một thành mười. Thế ai bỏ vốn ra cho anh? Thằng đối mỉm cười đáp. Anh xoay của thầy mẹ anh được ngót trăm bạc. ấy chết, nhà không ai biết à? Chẳng ma nào biết. Nó móc ở trong túi bọc vải ra, hai sấp giấy bạc, giao cho con vịnh. Anh muốn giúp em ngần ấy, để mai sau... Chết, em lấy tiền làm chi? Em không cha không mẹ, không chị em, em lấy tiền nuôi ai? Nuôi em, em phải nghĩ đến em, đến mai sau. Chọn đời, không lẽ em cứ cúi đầu làm thuê, làm mướn cho thằng cha bá ngưỡng? Em cầm lấy cho anh vui lòng. Còn Vịnh ngửa tay, đón lấy hai sấp giấy. Nó cảm động quá, nước mắt tuôn như suối. Nó ngập ngừng bảo thằng đối. Chiều anh, chưa thật lòng em không nỡ. Bỗng nó đổi ý ngay, nó quả quyết bảo bạn. Không, không thể được. Xa anh, em còn thiết gì nữa? Tiền bạc. Trả, tiền bạc có làm em sung sướng được không? Em xin trả anh. Anh, đường đi xa xôi lạ lùng đất khách. Khi xa chân lỡ bước, biết cậy nhờ vào ai? Anh giữ lấy. Rồi nó nhét cả hai sắp giấy bạc vào cái bao của thằng đối. Còn Vịnh lơi là ngả đầu vào vai bạn, cầm tay bạn khóc rưng rức. Anh đối, anh đành lòng dứt áo đi đấy ư anh sẽ đi nội đêm hôm nay trước khi mặt trời mọc. Anh đi một mình. Không, anh đi với ông chân. Đi đằng nào? Anh đi đèo măng ra. Đi bộ. Bộ. Em tiếc trời chẳng cho em làm vợ anh để níu áo anh lại. Em chỉ là người tình nhân dọc đường. Gặp đấy rồi quên đấy phải không anh? Cần gì phải có cưới xin mới là vợ chồng em. Nhờ trời phù hộ cho anh mạnh chân khỏe tay thì đôi ta còn có lúc trùng phùng còn nếu có bất hạnh anh có làm ma dứ người thì hồn anh cũng cứ hiện về bên em thôi em chẳng nặng lời làm chi em đây cũng vậy sống chết đinh ninh một lòng rồi nó kể nghĩ xa xôi lại nghĩ gần làm thân con nhện mấy lần vương tơ gà ở trong buồng đã dục dã gáy lần đầu thôi anh đi chào em anh đi nhưng bốn tay còn nắm chặt lấy nhau và bốn mắt còn nhìn nhau rơi lệ. Trời già động địa thay. Không, em đừng trách trời. Muôn sự đều do lòng người gây nên cả. Gà đã rục rã gáy lần thứ hai. Bốn tay xe sẽ rời nhau ra. Chúc anh lên đường bình an. Thôi, em ở lại bình an. Vài màng khăn gói, thẳng đối tìm những đường tối tăm, hẻo lánh mà đi. Nó đi xa, nó trốn xa, đi đến những nơi biên thủy xa lạ con Vịnh đứng nhìn nó, cho đến khi khuất hẳn mới trở vào nhà. Ngọn đèn dầu phộng lưu diêu còn đợi nó. Chết, công việc còn bề bộn thế này, làm sao cho hết? Rồi nó lại cầm lấy cái sàng, hai tay lia lịa làm việc, mắt lờ đờ như đi vào cõi mộng. Nó có nghĩ gì đến những câu chuyện xa xôi nữa đâu. Nó mệt, nó buồn ngủ. Bây giờ, sự ấy đã thành sự thực rồi, sò sò ra trước mắt mọi người, không thể che đậy được con Vịnh có chửa đã ba tháng nay, nó xấu hổ vô cùng, mọi người trong làng đều nhìn nó một cách khinh bỉ. Cho nó là đồ dâm ô khốn nạn, nếu sinh ra ngày trước thì đã bị đem ra cho voi trà ngựa xé. Một hôm nó đi gánh nước, ở cái giếng đầu xóm, thẳng dưỡng đang ngồi đan dầu ở dưới gốc cây bàng, thấy nó đi qua, ứng khẩu đặt một bài vè để chiêu nó, phảng phất, nó nghe những câu. Lảng lạng mà nghe, lấy nhà anh đối, mụ chối mụ chè cái vẻ con vịnh, đỏng đảnh đỏng đa, thè lè cái bụng, như trong làng ta, xấu xa hết nước, đổi xước qua lào. Nó không dám nghe nốt đoạn cuối, nó cúi mặt lủi qua chỗ khác. Cách mấy hôm sau, cái vẻ ấy đã truyền khắp làng, đi đâu nó cũng bị trẻ chăn trâu hát vào tận mặt nó. Nó buồn tủi quá, nó căm tức quá, nhất là vì trong vẻ có đả động đến tên thẳng đối. Nó cho rằng thằng đối chẳng có tội tình gì Muôn sự đều tại nó cả mỗi khi nó nghe đứa nào hát vấn đề nó muốn chửi vào mặt đứa ấy nhưng nó thấy nó yếu ớt phải địch lại với cả một bọn thì nó lại thôi nó nén lòng nuốt thầm giọt lệ ra ngoài đường nó khổ với chúng bạn về nhà ông bá ngưỡng chẳng để cho nó yên ông mắng nhiếc nó đủ điều có khi ông còn dùng roi vọt để gian nó nữa mà thường thường ông bắt nó làm việc gấp đôi gấp ba để phạt nó một hôm nó đang ngồi sắc sắn ở sân bỗng nó thấy sấn vào một đoàn những ông lý, ông phó, ông trùm và ba bốn thằng xeo bịt khăn tai chó. Cái đoàn người ấy sừng sừng sổ sổ, bước vào như một đoàn người mặt ngựa đầu trâu mà Diêm Vương sai đi lùng những quân tội lỗi. Còn Vịnh rụng rời tay chân, nó có cảm giác rằng mấy người ấy vào bắt nó để làm tội. Rồi nó bỏ chạy ra chuồng lợn, ôm mặt khóc. Tiếng ông Lý quát. Xeo, Bay đâu? Vào tóm cổ con Vịnh ra đây cho tao, bọn xeo dạ gian một lượt rồi xô vào tóm cổ con vịnh con vịnh không hề chống cự tí nào hết nhưng mà nó buồn nó khổ nó khóc lên mấy tiếng cho quỷ thần biết là nó oan ông lý lại quát xeo bay giải nó ra chợ rồi quay lại bảo ông bá ngưỡng chốc nữa ông cùng đi ra ngoài chợ cho tôi hỏi ít câu đoàn đầu trâu mặt ngựa lại ra đi ông lý đi trước thứ đến ông phó ông chùm thứ nữa đến bảy xeo giải áp con vịnh. Dọc đường, mấy bà lão trỏ vào mặt con vịnh xì xào. Đáng kiếp, đồ voi trả, băm ra trăm mảnh còn chưa hết tội. Trong lúc nấy, ông Phó Thanh và thằng Mõ làng Phú Mỹ đường thường thuyết với nhau về việc việc quan trọng. Anh Mõ, anh còn ngần ngại chi nữa, anh cứ nhận phức đi, con ấy mặt mũi cũng sáng sủa đấy. Con cũng vui lòng nhận lắm chứ, ngặt vì bây giờ khắp trong làng ai cũng đồn rằng nó có ngén với anh đối. Thì chính vì thế tôi mới cậy đến anh Việc nó có ngén với thằng cả nhà tôi Thực hư như thế nào không rõ Thằng cả nhà tôi còn đi làm ăn xa Nhưng tiếng tam bây giờ Đã vỡ lở ra Thì anh giúp tôi nhận phước đi là anh có ăn nằm với nó Trước là anh có đôi có đũa Sau nữa tôi cũng khỏi mang tiếng là không biết dạy con Tùy đó Anh liệu làm thế nào đó thì làm Miễn sao là tôi khỏi mang tiếng với họ hàng làng nước Việc xong xuôi Tôi xin thưởng anh ba chục bạc Tôi có nói sai thì tôi là con chó. Dạ, con xin nghe lời ông dạy. Làm dân không nghe lời ông phó thì nghe ai? Nhưng sợ một điều là nó cứ khăng khăng một hai bảo nó ăn nằm với anh cả thì con biết tính sao? Khó gì việc ấy. Già dạ, miệng, anh cứ cãi phăng đi. Anh cứ thưa với ông Lý rằng nó có thù riêng với thằng cả nhà tôi. Cứ thế anh khai. Chỗ tôi với ông Lý đương thứ làng ta. Ông ấy chưa cũng có việc quan với tôi. Thế nào ông ấy cũng bênh tôi nhưng con lại sợ tật nào vẫn tật ấy nó lại về làm hư gia đạo nhà con anh cứ lấy roi vọt mà chị cho nó chừa thôi anh đi đi bây giờ có lẽ xeo dịch đã giải nó ra chợ rồi lại ông con đi cố làm cho trôi việc về đây lĩnh ba chục bạc thưởng dạ rồi thằng mõ chạy một mạch ra chợ thiên hạ vòng trong vòng ngoài đứng xem chặt ních nó chen lấn hết hơi mới vào được nó thấy con vịnh đương nằm dài trên mặt đất trong chợ, các hương trước đang gật gù cùng nhau uống rượu. Dãy bên này thì ông Lý, ông Phó, ông Trùm, ông Hương Kiểm, ông Hương Bộ. Dãy bên kia là các ông Hào Mục. Đã ngả ngả hơi men. Ông Lý bắt đầu lấy cung. Hỡi con kia! Mì không biết làng ta xưa nay là một làng có tiếng thuần phong mỹ tục. Sao mi dám làm điều xấu xa trái phép thế kia? Mì ăn nằm với ai thì khai ra đi. Dạ bẩm quả con... Mi không ăn nằm với ai thì sao mi có chữa? Ông chùm nối lời ông Lý. Nó không chịu khai, thì xin ông Lý ra lệnh cho xeo, lột hết quần áo tẩn cho nó năm chục roi. Các khảo mục cũng nói xen vào. Xin làng trị tội cho đến nơi để làm gương. Thằng mõ bấy giờ, đứng vào giữa, chặp tay lại làng ba cái, rồi nó gãi đầu gãi tai thưa. Trước thưa các quan chức, sau trình ông Lý, ông Phó và hai giáp, làng tha, con được nhờ, Bắt tội con phải chịu Quả thật con chót dại quyến rũ nó Ông Lý cười sạc sụa Chỉ vào mặt thằng Mõ nói À, à chính anh Mõ Làm cho con này phình bụng ra à? Tôi nói cho anh biết rằng Người khác tôi còn nhẹ Chứ anh Anh có làm việc làng chút đỉnh Anh phải biết rõ phép làng Anh còn dám làm điều sằng bậy à Tôi sẽ trừng trị anh thẳng tay Cho anh biết mặt Rồi ông quay về phía con Vịnh Còn con kia có phải thằng này ăn nằm với mi không cái cử chỉ của thằng mõ làm cho nó cảm động quá nó cứ tưởng như thằng mõ là một đức thiên sứ trời sai xuống để cứu vớt danh giá thằng đối chẳng ngần ngại chi hết nó đáp lời ông lý bẩm con chót dại với anh mõ thật nhưng xin ông xét cho anh ấy chẳng có tội gì tội ở nơi con tất cả ông tha cho được nhờ bắt tội con phải chịu thế bây giờ mi có bằng lòng về với thằng mõ không bẩm ông dạy sao con xin theo vậy ở đất làng nhờ ơn làng còn anh mõ anh có bằng lòng chịu cho nó sáu quan tiền vạ không bẩm ông châm trước cho được chừng nào con nhờ chừng ấy đó là lệ làng hẹn cho anh nội nhật hôm nay đưa lại nhà tôi đủ sáu quan và nhận lĩnh con vịnh về dạ còn con vịnh cho đứng dậy và lại tạ làng đi ông chùm còn lôi thôi lên giọng buộc thằng Mõ một điều rất oái oăm. Anh là Mõ, ngày mai anh phải đi trình làng thượng hạ, xóm trên xóm dưới, chỉnh cho nam nữ lão ấu, khắp khắp mọi người, đều biết cái điều tốt đẹp của mình. Mọi người đều cười ầm cả lên, rồi giải tán. Còn Vịnh về là vợ nhà thằng Mõ đã hơn một năm. Cửa nhà nó săn sóc một cách chu đáo, tươm tất, với ba chục bạc ông phó thanh cho nó. Còn Vịnh mở một ngôi hàng xén, bán buôn những đồ tạp hóa ở chợ nó bắt tay vào làm việc gì là được việc ấy vì nó được cái nết siêng năng cẩn kiệm. Buồn bán gặp may, nó dành dụm từng đồng một đồng hai. Cuối năm, nó đã có cái vốn hơn trăm bạc. Thằng mõ thấy cửa nhà ngày một hưng thịnh thì nó vui lòng quên cái lỗi xưa của vợ và chiều chuộng vợ đủ điều. Nó đã tử dịch cái chức mõ và bỏ ra ba chục bạc để chạy cái chức hương dịch. Nó không muốn thiên hạ gọi vợ nó một cách khinh bỉ. Cái chị nhà anh mõ từ nay nó là ông Hương Dịch và vợ nó là bà Hương Dịch. Mỗi khi nó nghe có người kính cẩn gọi vợ nó bằng bà Hương thì nó sung sướng quá. Một hôm nó bảo vợ nó Mộ Hương, dáng làm ăn riêng năng cần kiệm. Qua sang năm tôi sẽ ra ứng cử phó lý. Thôi, khéo đa mang làm chi nữa ông Hương để tiền mà nuôi con. Mộ Hương nói nghe phải đấy. Thiền hạ ngó vào. Ai cũng tấm tắc khen ngợi hai vợ chồng thằng Mõ Biết ăn ở với nhau thuận hòa... Những chúng bạn con Vịnh xì xào với nhau... Số con ấy thế mà tốt đấy... Được gặp ngay nhà ông Hương tá... Làm ăn nên nỗi... Nhưng họ có biết đâu rằng... Đôi khi con Vịnh hồi tưởng đến chuyện đã qua... Mà ôm lòng đòi đoạn... Mỗi khi nó nhìn thằng cu... Nhận thấy trên cái mặt thằng bé... Như in cái hình ảnh của con người Luân Lạc ở phương xa... Thì hai hàng lệ... Lại tuôn ra như suối... Nhưng hệ thấy bóng thằng mó ở ngoài đi vào nó vội vàng đứng dậy, gạt lệ hỏi chồng. Ông Hương chưa ra thăm ruộng à? Tôi vào chơi với thằng cu một tí đã. Dẫu sao thì thằng Mõ cũng là ân nhân của mẹ con nó. Nếu không phải là vì tình ái thì cũng là nghĩa vụ. Nó phải vui vẻ mà ra gánh vác cái giang sơn nhà chồng. Kể thì con Vịnh cũng quý mến chồng lắm. Đi chợ, thấy con cá nào tươi nó cũng tranh mua cho được về nấu nướng cho chồng ăn. Những sầu não trong giây lát rồi cũng tiêu tán vào trong những công việc hàng ngày làm việc là quên hết mọi sự cái hình ảnh thẳng đối rồi nó cũng phai nhạt dần trong tâm trí con vịnh nhưng một buổi chiều thu một buổi chiều thu khi tan chợ rồi con vịnh đi vào rừng sim chặt ít củi khô về thổi bỗng tần ngần nó nghe như từ cái dĩ vãng xa xăm đưa lại tiếng sáo trúc não nùng những bụi sim già xào xạc, khua động cái buồn ủ rũ trong lúc chiều tà buồn sầu nó ôm bó củi ra về. Đến cây đa dưới chân rừng, nó thấy đi trước nó có hai người. Một người gánh kén và một người vác cái cày trên vai. Nó đi sau nghe lõm được câu chuyện của hai người. Người gánh kén nói, Và đã về với tôi đến mường héo. Nghĩa là chính giữa đèo mang ra rồi, thì không may va cảm bệnh, tội nghiệp quá. Ở đấy không có làng bạc nào hết, và phải nghỉ lại ở giữa đường. Tôi lấy bàn đèn ra tiêm cho va mấy điếu, và đã hơi đỡ. Nếu không có việc gì Thì hai ba hôm vào cũng về được nơi xứ sở Không may trong lúc ấy Thì chúng tôi gặp thằng Phỉ Con ông Mục Néo ở làng dưới lên Vô tình thằng Phỉ đem chuyện đã xảy ra với con Vịnh Kể lại cho va nghe Nào khi con Vịnh có mang Bị xeo đưa ra chợ làm nhục Nào khi về với thằng Mõ Nghe hết đầu đuôi sự tình Va nổi uất lên Bệnh trở lại Chỉ trong 2 giờ đồng hồ thì va chết Tôi với thằng Phỉ Phải ở lại đấy mất một ngày Khâm liệm trôn cất va Tội nghiệp quá Khi ra đi hai anh em Mà về có một mình Thật là ảo não quá Thế vốn liếng của va có gì không Trong lưng va Cũng còn được năm trăm bạc Tôi còn niêm giữ để giao lại cho ông Phó Thanh Về chuyến này Va cũng định trốn đưa con Vịnh lên Thế ra bây giờ đã lấy nhà thằng Mõ rồi Lấy đã hơn một năm Còn ấy thế mà bạc Kể thì cũng là bất đắc dĩ còn Vịnh đi sau lưng, nghe câu chuyện như xét đánh ngang tai, chân tay rụng rời. Đến cây bảng, ông Chan, người bạn đồng hành của thằng đối và chàng nông phu kia, rẽ vào xóm đình. Còn con Vịnh thì đi thẳng về xóm chợ. Về đến nhà, nghe tiếng thằng cu khóc, nó vất mạnh bó củi xuống sân, rồi vội vàng chạy vào với con. Nó cầm lấy tao nôi, nó du thằng bé mà hát rằng Yêu anh, tịt nát xương mòn, Yêu anh đến tác cũng còn yêu anh Lại hát Nhớ ai em những khóc thầm Năm thân áo vải Ướt đầm như mưa Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ai nhớ Bây giờ nhớ ai Hát rồi Nó tự trách mình Hát chi những giọng thê lương ảo não Nhưng những giọt lệ Vẫn tiếp nhau rơi tràn trên gò má Nó lặng im nhìn ra ngoài trời Trước khi tản vào cõi mờ mịt khói thổi cơm chiều tỏa ra, từng đám xanh như còn lưu luyến những mái tranh màu ảm đạm. Cảnh vật như thuộc về thời dĩ vãng.